Chiều nay cô bán hết chỗ này, xong sáng mai cô về quê để ăn cưới thằng cháu họ. Cô cầm lấy chỗ tiền này để đưa cho bố cháu với ạ. Cháu ở lại đây một vài hôm, kiếm thêm chút nữa rồi sẽ về đưa bố đi khám bệnh lại cô ạ. Thế đưa hết cho cô như thế này thì lấy tiền đâu mà tiêu? Còn tiền hàng tiền họ nữa chứ. Cháu lo được ạ. Thế cô cứ mang chỗ này về đưa bố nhé. Dạ. À, hôm nay là ngày rằm, cháu cầm lấy nải chuối này lên chùa cầu cho bố cháu gặp được thầy được thuốc khỏe mạnh trở lại. Cháu cảm ơn cô ạ. À, cô ơi, cô đứng đây đợi cháu một chút. Cháu làm cho cô cốc nước, cô mang đi chậu cho đỡ khát cô ạ. Thế cô cảm ơn, có gì không thì cô phụ nào. Cháu làm được, cô đợi cháu một chút nhé. À, chị ơi, cam có ngọt không hả chị? Ngọt chứ. Hôm nào tôi trả đổ hàng cho cô Tơ bán nước ở kia kìa. Đảm bảo uy tín luôn. Cô mua cho tôi mấy cân nhá. Thảo nào, em nhìn chị em cứ thấy quen quen. À, chị cho em hỏi tí, không phải chị với cả cô Tơ có họ hàng gì không mà em nhìn thấy chị có nét giống cô ấy lắm nhá. Chúng tôi chỉ là người làng thôi, mà tôi xấu như thế này lại đi ví tôi với cô ấy. Công nhận cô Tơ vừa xinh lại vừa hiền, mà mỗi tội nhìn cứ khổ khổ sao ấy chị nhỉ. Đấy, con bé nó sống hiếu thảo lắm cô ạ. Chả là bố nó có bệnh lăn y ở dưới quê nên nó phải lên đây bán hàng rong lấy tiền gửi về cho bố nó chạy chữa đấy. Khổ thân thật đấy. Thế nhà chỉ có hai bố con thôi hả chị? Thì mẹ nó mất rồi, nó vì thương bố nó mà bỏ lỡ cơ hội lấy chồng Đài Loan giàu có đấy. Lần đấy bố nó còn dọa chết để ép nó lấy chồng, nhưng mà nó không chịu. Nó thà ở giá còn hơn là để cho bố nó bị bệnh sống một mình. Thời nay hiếm có những đứa con mà hiếu thảo như thế lắm cô ạ. Cô lấy quả này ngon này. Ngon thì lại ủng hộ cho tôi nhá. Vâng, thôi. Buổi sáng ấy thì tôi đi bán rong, chiều lại ngồi ở cái góc hoa quả chỗ chợ xanh ấy. Ngày nào cũng như ngày nào. Chị cân luôn cho em nhá. Xe cái son nó làm sao thế? Lâu không thấy nó dầu mỡ, bảo dưỡng cho nó thôi. À, thế thì tí nữa thằng Đạt nó về, con tranh thủ xem xe cho nó luôn. Biết rồi, giỏi chỉ đạo. Con chào bố. À. Anh ạ. Anh Tố ơi. À. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Cái gì? Lát em phải lên phòng khám, hôm nay có khách đặt lịch rồi. Anh đem chỗ hoa quả này lên chùa đặt lễ giúp em với nhá. Ừ. Hôm nay là ngày rằm mà. Thôi để bố đi cho. Đưa đây. Bố, hôm nay bố cứ ở nhà, con có chuyện muốn bàn với bố. Để anh Tố lên chùa đặt lễ cho kịp giờ lành bố ạ. Anh giúp em đi con, đang lúc không có khách. Đặt lễ rồi đấy nhá. Không có khấn vái xin xỏ gì đâu. Xin mãi có được cái gì đâu mà xin. Ông này, con cầu xin Đức Phật phù hộ cho bố con mau chóng khỏi bệnh. Nếu phải hy sinh bất kỳ điều gì, con cũng cam lòng tự nguyện. Sao đi đâu tôi cũng gặp cô thế nhỉ? Anh Tố. Cô còn muốn gì nữa? Anh ghét em đến thế cơ à? Em không biết đã làm điều gì có lỗi với anh. Nhưng nếu anh không muốn nhìn thấy mặt em
Từ giờ em sẽ không bán hàng qua phố nhà anh nữa. Tùy cô.